Phường Phú Diễn, hội người cao tuổi, có một câu lạc bộ thơ ca. Sau tập thơ 7200 khuyết, người làm thơ như đang tuổi trăm dặm. Họ là lính một thời đánh giặc, tung hoành ngoài Bắc trong Nam, là anh chị công nhân lấm lem dầu mỡ, một đời làm thợ sửa chữa ô tô, là thầy là cô phân hương tóc trắng. Học trò hoa đưa tiến sĩ là bác đông dân hai xương một nắng, cho hoa thơm bưởi diễn ngọt ngào, là người mẹ tảo tần hôm sớm, dòng ruồi gánh hàng chợ búa làm thuê, cùng chúng đam mê vào làng thơ phú. Có người lên cụ còn viết thơ tình, đọc xong thấy mình thẹn với cháu. Muôn nẻo quê hương về đây, ở đây phường Phú Diễn đất lành chi đầu, ta có đàn người mẹ hiền phúc hậu, tối lửa tắt đèn, có hàng xóm làng giềng, người cao tuổi làm thơ còn đó mộng mơ chưa chan cảm xúc. Tiếng chuông chùa gọt đò bến đục, bụi tre xanh lững dững chiều cô, xóm nhỏ thân thương em đón ta về thôn.